Ê, sorry anh. Đây. Anh gửi em cái hợp đồng. Em đọc rồi suy nghĩ cho kỹ nha. Nếu mà ký vào là không có thay đổi được đâu nha. Dù gì nó cũng là đứa con của em. Bây giờ em đi bán nó giống như là chị dâu đi bán con. Theo anh á, theo anh ấy, nếu mà em suy nghĩ được phương án khác thì đừng có bán. Bởi vì dù đây cũng là kỷ niệm của em. Nhưng sao em không còn cách nào khác nên em mới bán. Nhưng mà em làm cái gì vậy hả? Tại sao em lừa dối anh? Tại sao? Em có làm gì đâu. Tại sao em đi bán cửa hàng mà không bàn bạc với anh hả? May mà có anh công. Chị đừng có ngại, nếu cần tôi giúp gì thì cứ nói nha. Tôi biết rồi, tôi cảm ơn anh. Chào xin anh phép. Em đó, em đừng có giấu anh nữa. Anh biết hết mọi chuyện rồi. Anh thừa biết lý do tại sao em lại đem cửa hàng đi bán rồi. Ủa, Winner, mới về hả con? Dạ vâng, con mới về ạ. À, chuyện con với Việt Thi đó, hai đứa làm sao rồi? Chuyện con về Thi ạ? Ừ. Sao là sao ạ? Ủa chứ không phải là mẹ Linh nói với chú là con với Việt Thi hai đứa cãi lộn với nhau. Hôm bữa con về đây cái mặt con chủ buồn hiu đó không nhớ à? Ờ, đâu có đâu, giờ này tụi con vui gần chết à, có gì mà cãi nhau. Ủa vậy là hai đứa không có cãi lộn hả? Ừ. Ủa, vậy là không có cãi nhau à? Đó. Ủa nhưng mà hôm bữa đó chú thấy con cầm cái gì giống như là cái huân chương phải không? À đúng rồi, cái huy chương của con đó chú. Ừ. Mà không biết là mẹ con đã nói với chú về cái việc là con sẽ được qua Thái Lan tập luyện dài hạn chưa? Con đi qua Thái Lan tập luyện dài hạn? Dạ đúng rồi. Ồ. À mà chú này, con biết là dạo này chú với mẹ con cũng khủng hoảng với cái việc tiền bạc giữa con Phương với cả Candy nữa. Nhưng mà con nghĩ là hai người cố gắng giữ sức khỏe nha. Tụi con cũng sẽ cố gắng nữa. Chú biết rồi, chú cũng sẽ cố gắng. Dạ. Cảm ơn con. Thôi con lên phòng nha chú. Ừ. Em đâu có muốn vậy đâu. Nhưng bây giờ anh nghĩ hoàn cảnh hai đứa mình đi. Tiền học của Phương cũng đâu ít. Còn Winner, còn Candy nữa. Em với anh không sao xoay sở nổi. Em đâu muốn bán cửa hàng. Tại dù gì đó cũng là tâm huyết của em thôi con gái. Nhưng em sợ, em lo cho tương lai của con mình, nên em mới làm vậy. Anh hiểu mà. Nhưng mà chúng ta là một gia đình, em phải bàn bạc với anh để cùng tìm ra hướng giải quyết chứ. Nhưng em sợ hai đứa mình lo không nổi. Rồi giờ làm sao anh? Nổi hết á. Quan trọng nhất là chúng ta phải đồng lòng. Anh với em phải cùng đồng lòng thì cái chuyện gì cũng sẽ vượt qua được hết. Tin anh nha. Dạ, sao em không nghe con bé nó nói gì hết cô à? Dạ, để em nhắc liền. Dạ, cảm ơn cô. Dạ. Đào Đào. Dạ, sao chị? Trời đất ơi, sao còn tỉnh bơ vậy? Tại sao chưa nộp phiếu nguyện vọng cho cô? À,
Cái đó từ từ nộp cũng được mà. Còn tận năm nữa lận. Tới chừng đó rồi xong em nghĩ coi cái chuyện này em thích rồi em nộp sau. Em sao vậy? 3 năm cấp 3 rất là nhanh, em có biết không? Chị đừng có làm quá lên như vậy được không? Còn lâu mà. Em phải lo cho tương lai của em chứ Đào Đào. Em nói thiệt luôn á, chị nói nhiều còn hơn ba Tùng nữa. Em không thoải mái. Chị muốn tốt cho em thôi. Vì suốt ngày cứ làm mình bực mình. Phương. Hả? Đi đâu vậy? Hồi nãy tôi sang nhà bà rủ bà đi chơi mà chú Nguyên kêu bà đi học kèm gì á. Ừ thì đúng rồi, bây giờ thi cuối kỳ cho nên là tôi bận học dữ lắm. Ê, vậy xíu nữa đi coi phim hay là đi chơi bowling xả stress đi. Không được, không được, không được. Tôi có hẹn học với anh Thành rồi. Ờ, ủa? Phương. Em đến lâu chưa? Ừ, mới tới. Ờ thế mình tranh thủ học đi ha. Ừ. Mình có một tiếng đi học thôi, lát anh phải qua nhà bạn tập nhạc nữa. Ok. Đi ha. Ây da. Cái bài toán khó dễ sợ em giải hoài không ra luôn á. Đâu rồi anh coi xem. Nè. Nè cái bài này khó không hiểu gì hết trơn á. Này cái này là A hay B? Anh nghĩ nó là C. Phải không? Thật là D đấy. Khoanh thử cả 4 xem. Dạo này hai người bận rộn quá ha. Thì tất nhiên rồi, tại vì tôi đã đặt ra được mục tiêu là cuối năm nay tôi nhất định phải sang được học bổng du học thời trang. Mà muốn có được học bổng du học á hả, thì bây giờ tôi phải học hành chăm chỉ chứ. Wow, giỏi quá à. Phải theo đuổi mục tiêu của mình thì em mới có một tương lai tốt đẹp được. Anh cực kỳ thích những người mà biết mình muốn gì và theo đuổi nó đến cùng. Anh chắc chắn sẽ ủng hộ Phương ha. Chị. Chị là con này A hay B? Không biết. Ui. Tốt nhờ. Thôi, B đi. B đúng không? Chắc chắn là B đúng không? Chắc nha. Này là màu súp. B. Không nhận người gì đâu mà vừa hát hay mà vừa học giỏi nữa chứ. Nghe đi, B đấy. Ok, B. Thôi ý là anh không xác định được không? Đáp án đơn là gì? Thế không biết được. Đâu đâu? Em đi đâu qua đây vậy? Em theo anh ra đây có phiền anh không? Trời, phiền gì? Bình thường anh ngồi đây một mình sáng tác chán lắm. Có em càng vui sao? Đâu đâu, có lá trên tóc em kìa. Dạ. Ê, đừng, đừng. Được. Nhìn lá rơi trên tóc em. Anh bỗng nảy ra một đoạn nhạc. Trời ơi, lá rơi trên tóc em thôi mà. Anh có thể sáng tác được một bài hát rồi đó hả? Nghe nhá. Lá rơi trên tóc em, buồn vỡ vua màu như tình ta ngày xưa. Anh chẳng biết tìm nơi đâu. Đào Đào, mày bị làm sao vậy? Sao tự nhiên tim đập mạnh quá vậy nè? Đào Đào, Đào Đào ơi, sao vậy? Ờ, dạ không sao đâu ạ, em đi về học bài đây. Con nhỏ này,